Tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lớn diễn ra sáng 18 tháng 10, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, cho biết theo dõi, kiểm tra tình hình mưa lũ ở miền Trung vừa qua cho thấy địa phương thực hiện các chỉ đạo của Trung ương rất nghiêm túc, đồng bộ trong cả hệ thống chính trị. Đặc biệt như ở Đà Nẵng, từ bí thư trực tiếp ra chỉ đạo chống lụt và chỉ đạo bơm cưỡng bức để chống ngập cho dân, nhưng vẫn xảy ra ngập lụt và thiệt hại đáng tiếc. Theo ông Tiến, ngập lụt trong đợt mưa lũ vừa qua ở thành phố Đà Nẵng có hai nguyên nhân có thể thấy ngay, đó là nước ở khu công nghiệp tràn sang. Thứ hai là nước ở toàn bộ sân bay tràn xuống đô thị, trong khi ở trên thượng nguồn của thành phố lại không có nước. Ông Tiến nói rằng chúng tôi đi kiểm tra thì thấy có những gia đình kinh doanh bị ngập nước, thiệt hại hoàn toàn, trong khi nhiều nhà dân hoàn toàn chủ động chống ngập được. Nhưng 100% hộ dân không ai thực hiện kê đồ lên cao, triển khai chống ngập cả. Vấn đề này chúng